Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ ghép nhạc chậm từ đầu đến cuối bài Chiều Lên Bàn Thượng. Đây là phần nhạc dạo. Chúng ta làm mỗi bên một lần, kéo tay xuống và nhún chân. Bên phải trước, sau đó là bên trái. Bây giờ chúng ta lấy chân trái làm trụ. Chân phải quay ngược chiều kim đồng hồ hướng 12 giờ, hướng 9 giờ, hướng 6 giờ. Và cuối cùng là hướng 3 giờ. Chúng ta sẽ đổi chân, chân phải trụ, chân trái quay hướng 12 giờ, hướng 3 giờ, hướng 6 giờ và hướng 9 giờ. Chúng ta di chuyển sang phải, hai tay kéo vào bên eo 4 bước. Sau đó hai tay lên giống như ngọn lửa, chúng ta quay tròn 4 bước. Chúng ta làm lại, đi trở về bên trái. Kéo hai tay vào bên eo, bàn tay lật. Sau đó xoay tròn theo tay bên trái. Hết tổ hợp nhạc dạo, bắt đầu vào phần lời. Chúng ta di chuyển sang phải hai bước, đẩy hông phải, hông trái, hông phải, hông trái. Chúng ta kiễng chân lên và vừa nhún, vừa đi vòng tròn. Dừng lại vai chéo hướng trái. Hai tay lên, chân phải lên, xuống, lên, đổi chân, chân trái lên, hướng chéo, hai tay lên, và xuống. Chúng ta đi về bên trái, 1, 2, 3, 4, đi tròn theo vai bên trái, 5, 6, 7, và dừng vai ở hướng bên phải. Hai tay lên, chân trái lên, lên, xuống. Chúng ta đổi bên, chân phải lên, xuống, lên, xuống. Mở rộng hai chân ra. Chúng ta khiễng chân trái, khiễng chân phải, xoay tròn, di động theo bên phải. Hai tay giơ sang trái, nhún và nhấn cổ tay mỗi bên hai lần. Hai tay sang hông trái, sang hông phải, mở hai tay lên và hạ hai tay xuống. Chúng ta làm lại bên trái trước, khiễng chân phải, chuyển sang trái và đi vòng tròn theo vai bên trái. Chúng ta nhấn cổ tay ở bên phải rồi bên trái. Sau đó hai tay sang hông phải, sang hông trái, mở tay lên, hạ tay xuống và hai tay lên bên phải. Chúng ta xoay hông trái và đi lên 4 bước. Quay mặt lên, chúng ta đổi bên, đi sang bên phải 4 bước. Quả chám hai tay ở bên tai. Lần thứ hai quả chám, chúng ta mở tay ra. Chúng ta làm ngược lại, đi lùi về. Hai tay ở bên trái, nhún đầu gối, quay mặt lên, chuyển tay sang phải, chúng ta đi sang bên trái. Đi quả chám bắt đầu bằng chân trái, hai tay ở bên tai. Lần thứ hai quả chán, chúng ta mở tay. Và chúng ta làm lại phần nhạc dạo đầu. Và nhạc dạo giữa chúng ta sẽ làm mỗi bên hai lần động tác này. 5, 6, 7, 8, lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lặp lại động tác xoay ngược chiều kim đồng hồ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đổi chân, chân phải trụ, chân trái quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Chúng ta bắt vào tổ hợp thứ hai của phần lời luôn. 1, 2, 3, 4, xoay, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta xoay hông trái đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quả chám. 2, 2, 3, 4, mở tay. 5, 6, 7, 8, đi lùi xuống hai tay ở bên phải. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quả chám. 2, 2, 3, 4, mở tay. 5, 6, 7, 8, chúng ta vào động tác kết. 2, 3, 4, đổi bên. 5, kéo cùi chỏ xuống. 6, 7, 8, lắc hông sang hai bên. 2, 3, 4, 5, 6, cổ tay mềm. 7, 8, hai tay đưa lên cao ở bên trái, đánh nhún chân. 2, 3, 4, chuyển xuống thấp bên phải. 5, 6, 7, 8, mở tay ra và kết hai tay lên, rút chân phải ra sau.